Ba Đông về Phú Quốc nha nhà. Biết cho mình giá thì mình đi tới Phú Quốc. Mấy cả bãi thì nhiều không là có không? Cả bãi mà tôi tưởng có nhiều còn sơn với trường dùng chờ cái này cũng ít 3 triệu qua trên ngoài đâu có nhiều đâu. Tôi thắng đâu cào bãi. Chào bà con cô bác và cô chú anh chị nha. Thì bắt đầu anh em tiếp tục búa cạo ở nơi này. Đánh bắt ha. Có hai anh em làm này nó cũng rất là dễ, nhưng mà tính xa không có nhà xa nè, xong rồi mình làm tới tới dép, dép xong cái mình lấy cái chuyến xe ra mang vô cái làm nha. Có tắp á, cái đầu mà mình nên đóng tới rồi hẳn rồi mình ở sau mình chỉnh nha, qua lại cho nó để điện với nhau ha. Thank you.
thu hoạch cái giả đầu này được nhiêu ha, đậu được nó quá nhỉ, cái quan tài này. Cái cục nước gà nó muốn thách này, này cái đã đóng mực này, thấy có một lần ra vài con ống nằm ống có mà nó không được dài như này, nó đông quá quá đóng mực cái cục bầu nó đông ngon quá, dài dài chút mà nó ngon nó chạy sảo lắm. Cái này super á, super đông về Phú Quốc về năm sau hay chín năm sau ha, quá chạy rồi, quá chạy chạy rồi chạy. Quá chạy rồi. Rồi mặt ghép rồi, để mấy chút xíu mặt ghép rồi. Đó, chuyến này cũng vậy, chuyến này cũng vậy. Hai chiếc đối mặt với nhau. Đó, đây là hộp tre của mình. Đó, nó chạy ngang đây là ngang đường đầu mũi rùa hộp tre. Đây mũi rùa hộp tre đây. Hey,
cái mực cả nhà có thương mấy anh em mà cả nhà cho mấy anh em một like và một lượt đăng ký kênh để đón những video tiếp theo của mấy anh em nha cả nhà ơi. Thì để bình luận cả nhà, để bình luận dưới những gì sai sót của mấy anh em
quay đeo mà có thiếu cái gì đó cả nhà chỉ để bình luận dưới cho mấy anh em sửa đổi những cái quay đeo khác ha, cho nó hay hơn cả nhà, chất lượng hơn ha. Thì nói chung ra mấy anh em cũng mới làm YouTube về đi vừa mặn vừa làm quay YouTube luôn, cũng nói chung ra cũng chưa có gành cho mấy ha, dạ cũng thông cảm ha. Rồi bắt đầu mấy anh em vô tới giữa rồi, đây thu hoạch của mấy anh em bữa nay được nhiêu đây nghe nhà, đó, thu hoạch mấy anh em được bao nhiêu một cái ống này bữa nay, vừa tới giữa mấy anh em được nhiêu đây, được nhiêu đây, không đâu đi đâu, qua không? Hai bữa nay cũng đậu mà. Thì bữa nay em đi mà. Có không? Thấy không? Có đâu. Bữa nay em đi không? Đó. Đi không? Sáng thấy đậu mà. Qua bữa ấy đi chỗ này. Thấy ông ta. Không đi lúc con chạy thuộc đi đâu thấy không? Thấy ông đi kính mà. Mấy con rất là quấn cái này, quấn cái này cái quanh nhau, quanh sát chết quá. 5.4 này làm được nè. Đây ống vậy, đây ống vậy. Màu đây, này đủ mới tải lính mới này đâu vậy trời, làm ghê vậy. 2.7 màu, ngay màu vậy. Trời đủ bữa nay không có ai có gì hết trơn vậy trời. Trời ơi trời, bữa không không vậy.